Xin chào các bạn, video này đang được quay tại Lab 3D House, số 50 đường số 3, phường 8, quận 11 với số hotline là 0708096600. Ngày hôm nay, xin giới thiệu các bạn tình trạng lỗi của một em robot hút bụi Miza. Đây là tình trạng lỗi mà đã gặp từ rất là lâu rồi, như các bạn nhìn thấy. Mở máy lên, thời gian khởi động của những con này sẽ nằm ở mức là 30 giây các bạn nhé. Đây mình tắt này. Con này đang mở sẵn luôn rồi à, để mình tắt luôn. Như các bạn nhìn thấy, mỗi lần khi mà robot hút bụi mà khởi động lên, đây bắt đầu nhấp nháy đèn sáng, thì tầm khoảng chừng 30 giây là sẽ đến cái câu mà chào mình. Rồi, đây là tình trạng nãy giờ mình khởi động nãy giờ nhưng mà không hoạt động ra bất kỳ lệnh gì cũng không được. Thì đối với tình trạng turning on là của con này nha. Như các bạn thấy không? Chỉ có một mình con ở chính giữa này thôi là đang bị treo. Thì có một vài cái ở bên hãng khi chúng ta đọc á, sẽ ra được một cái thông tin như thế này. Đối với những tình trạng mà nhấp nháy đèn trắng lên rồi xong mờ xuống, trắng lên xong rồi mờ xuống, hoặc là nhấp nháy đèn đỏ, các bạn có thể sử dụng những biện pháp là factory reset nó. Bằng cách nào? Là rời khỏi đốc sạc, nhớ bật công tắc máy lên và nhấn cái phím home như thế này, nhấn trong vòng 5 giây đến 10 giây, đến khi nào mà máy nó phát ra tín hiệu thì các bạn có thể bỏ ra, nó sẽ tự động đưa về cái chế độ từ nhà máy sản xuất. Thì cái thông tin này rất là hiếm khi mà khách hàng họ sẽ biết và họ sẽ làm. Thì trước khi mà đem máy đến lab á, các bạn sẽ nên thử xem coi ở nhà có thực hiện được việc này hay không nhé. Tránh đi một cái tình trạng rằng là khi mà gửi máy xa xong rồi mà chỉ cần các anh em kỹ thuật reset máy thôi là máy đã phải hoạt động được rồi. Thì cái đó là rất là tốn thời gian của các bạn với lại cộng phí vận chuyển các bạn nhé. Như em này thì đang bị treo trong quá trình khởi động rồi, thì bắt buộc một vấn đề lab cần phải can thiệp vào chip arm hoặc là chip nan của máy và phải bung máy ra, chứ không thể nào mà sử dụng một cách mà fit nó bằng sprit được nha các bạn. Thì video ngày hôm nay chỉ giới thiệu đối với các bạn về tình trạng lỗi của con robot hút bụi Miza Gen 2. Thì chi tiết để mà xử lý và sửa chữa nó sẽ là một cái video khác về vấn đề can thiệp mạch hơn. Hy vọng rằng là sau video này các bạn có thể biết được một cái nơi có thể gửi máy để mà sửa chữa, đặc biệt đối với dòng robot hút bụi Miza Gen 2 này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để mà biết thêm thông tin là nên reset như thế nào và các địa điểm nào mà Lab 3D House đang có ở khu vực Việt Nam, thì các bạn có thể liên hệ bằng hai số hotline 0708096600 đối với khu vực Hồ Chí Minh, 0708096600 đối với khu vực Hà Nội các bạn nhé. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều.